Yuka núp dưới này đi mày. Thôi bãi 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 từ 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 từ. Dàn yếu rồi, dàn yếu rồi. Yuka núp dưới này anh em ơi. Ơ kìa. Cứ đứng yên để mất tiền. Ta đập chết ta, đập chết ta. Lập cái tờ. Yuka kẹp sao nè. Đập chết trước, đập chết trước. A a a a. Mẹt sao đâu. Đây bắn này, bắn này, bắn này. Con em. A. Bọc bọc vào đó. Gì luôn, gì luôn. Dưới đây, dưới đây, dưới đây. Nó chết được ngon. Ôn mít quy luôn. Luôn luôn. Yuka vô đó rồi. Đó mình đúng không? Ừ. Để tôi lôi ra, để tôi lôi ra. Nó biết hết. Nó biết hết rồi. Bọn này nó cứ đọc liên tục, đọc như kiểu đọc để cho tội nghiệp Adonis ấy. Hi, xin chào các bạn, Tùng đang xây lại kênh YouTube từ những con số 0. Các bạn ấn vào đăng ký để ủng hộ Tùng Họa Mi nhá. Còn bây giờ quay trở lại với video thôi. Trận đấu giữa 1S và Bốc Gaming. Trận đó không có ai trả đông. Vậy được á, của đấy đặt tiền được á, tiền nó bên phù đỏ ấy. Thế mà đây là bắn được đó nha, thì bắn được đó nha. Chờ được, chờ được, chờ được, chờ được. Ai đến nè. Bỏ qua đi, coi như bây giờ là đang là đánh lại trận đầu ấy. Sợ nhá, thì đánh hai tàn thế này. Không có cầu nha Sơn. Còn tóc qua này, còn tóc qua này. Rồi lùi 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 tóc 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 này. Ê lọt lọt này nè, lọt này nè, lọt này nè. Em rất nhiều đấy, rất nhiều đấy. Đấy đi, đấy đi. Chơi 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 chơi. Đang chơi, đang chơi. Thằng máy đánh tắt lại. Thằng máy mới trận đầu em. Rồi gì đó. Làm 3 trận nữa. Ừ. Trận này đánh chủ động ganh nha. Dạ. Thoải mái chủ động gánh thôi. Đừng quan trọng, đừng quan tâm thua hay không nhá. Chúng mày cứ đánh thoải mái đi. Chủ động đừng gánh á, chủ động đừng dễ gánh. Thoải mái nhá. Ê, đánh được á. Anh bảo này, cái lúc đầu bọn nó yếu hơn bọn em ấy, bọn em đánh tự tin nhá. Mẹt đặt dòng anh mẹt báo nha. Ừ, đặt dòng báo luôn thì được rồi. Thì đặt cái báo liền dễ canh. Có cái dòng đằng sau này anh em ơi, kiểu vậy là được. Đổ tay của em vào nhau kia. Ê, ly dưới xong chưa? Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đây lên này, đây lên này. Không biết nhá, coi chừng không biết nhá. Thuận cứ lên. Ok. Cánh không? Tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Đi xong luôn nha, đi xong luôn nha. Tiếp 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 em nó dưới. Dạ lên, dạ lên, dạ lên. Tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Làm gì khác đây, khác. Dạ 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 dạ. Tiếp lại. Lại, anh lại. Không sao nha. Cứ farm mà win. Cứ farm, cứ farm, cứ farm. Cứ farm là win. Ơi bây giờ phải đánh thẳng mặt đây không tiêu á. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok, ok. Anh công kìa, anh công kìa. Anh công á, anh công á, anh công á. Anh công ấy cái gì đi lên. Một người về, một người về, một người về. À chuẩn bị lên lấy chỗ ngoài của anh công nè. Ờ lưỡi còn, lưỡi còn, tôi lớn em ơi. Ăn ăn cái hàng ngon này trước. Lên 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 lên. Dòng này, dòng xếp tường này, dòng xếp tường này. Lùi nha. Rồi lùi 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 lùi. Tắc rồi, tắc rồi, tắc rồi. Tắc rồi, tắc rồi. Lòng này nè, lòng này nè, lòng này nè. Bỏ bỏ bỏ. Biết liệt ra, biết liệt. Mấy gì có tóc này, mấy gì có tóc này. Tắc rồi, tắc rồi. Đầu ấm dưới này, ba đường này. Tắc mẹ đường. Tắc đường. Chờ luôn, chờ luôn. Chờ anh bò nè. Tắc đường. Dòng này anh em ơi. Đây, con tay nè, đổi má nè, cái dòng ngay chủ. Đấy vào rồi. Con lên bắn chỗ anh em hết luôn á. Bỏ mất tóc rồi. Kệ đi, kệ đi, kệ đi. Chết rồi, chết bỏ, chết bỏ. Rồi ba đường rồi, ngồi đường, ngồi đường. Rồi. Đi sao vậy này ơi? Lên 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 chơi chơi. Chơi mày khó chứ mày. Tôi cứ vòng nó về. Dòng sao này, dòng sao này? Kêu bị tắt rồi, mấy kêu bị tắt rồi. Ưa. Đồ á, gì luôn á. Chết được mày là, chết được mày là. Rồi 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 rồi. Ấy vô này, vô luôn, vô luôn. Hay hay hay. Mày luôn cái này, vô luôn. Bằng xương đó, bằng xương đó. Đám xương, về về nó chán mọi người kìa. Chết được. Chết rồi. Lùi đi, lùi ê ê ê yếu lùi đi, ê yếu lùi đi. Bỏ hết. Một nó một à. Ơi núp lại chơi luôn á. Dạ bộ chặn công ấy, dạ bộ chặn công ấy. Rồi quay lại luôn. Đây chậm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ, từ từ, nó không ăn đâu. Ăn nó đi á. Wow. Giáo lợn nó đang núp á. Đang núp lại á. Để em đẩy dưới, để em đẩy dưới. Thầy chết được, thầy chết được. Ê đứng đây dưới, đứng dậy dưới em. Dưới từ đẩy. Để anh để đứng nha, để đứng nha. Nè đứng nè. Wow. Thầy bắn yếu anh nè. Em nhanh qua đây. Chạy qua đây. Thầy bắn được đó nha, thầy bắn được đó nha. Chơi được, chơi được, chơi được, chơi được. Có cái để nói đoạn này. Để nó, để nó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đến từ từ thôi, đến từ từ, bình tĩnh rồi, không sao, không sao, không sao. Đến mình nhiều lắm nha. Đến nhiều lắm, đến nhiều lắm. Lên, 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 lên. Lên, 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 lên. Lên lộn luôn. Bốc côn nhẹ nhàng quá nhờ. Mấy bạn trẻ côn ít. Cái kia to này. Nhẹ nhàng. Đập không? Phải đập á. Đập đi, đập luôn. Tốt vòng nổi. Dòng dòng ngay như Toro. Có sao xịn nè. Ở đây hết rồi. Lấy chưa. Trên trận đó, trên đó không có ai chạy đâu. Không quẩy được á, của đấy đặt công ty được á, tiền nó bên bộ đỏ ấy. Anh ta đi gần quá nên là đặt công ty qua là cũng không được. Ý là cho anh cái vòng nhỏ luôn xong đặt công ty trước để hụt nó. Ừ, em chạy lên đặt dòng liền mà. Chạy lên đặt dòng liền á, mà giờ cái dòng không thấy á. Sâu yếu nè. Ê, lên phải. Dưới chim à. Rồi, em tin. Điện lên, điện lên. Đen lên, đen lên, đen lên. Sâu cầu. Chạy được. Chết rồi, chết rồi. Ờ miệng qua đây bắn máu được mình. Em định nói, không nhìn cầu cái sâu. Có lo dưới này rồi đó. Không nhìn cầu eo su. Có đét con, có đét con. Rồi nha, đem bên này. Thì già này, già này được không? Qua phải được, qua đây, qua đây, qua đây. Phải có phải lo cắm á. Phải lo cờ đét bắn nó mất tiêu. Có phải lo nha, có phải lo nha. Ê, qua phải nè, qua phải lại nè. Biết lùi được. Em phải lo dưới á. Bắn lo, bắn lo. Chả biết là sao anh em ơi. Em xuống hết tiền, em xuống hết tiền. Qua đây nè, đem qua nè. Có bóp giáp, có bóp giáp nha, chơi. Nó làm gì được. Trận này kéo xuống dưới nha em ơi. Nó có cậu nha Sơn. Ủa.
trời ơi. Cái cái sao sao. Combo hụt. Làm sao. Combo hụt. Bắt được do hàng sau mình đâu anh em ơi. Ao trên rồi, cứ đánh tự đi lên. Tự bắt tự chết. Lấy được một cái trụ dưới đó. Em đang về, em đang về, em đang về, em đang về, em đang về. Bên nào, bên nào. Tự bắt tự chết. Em đang vô đây, em đang vô đây. Đấy, đây, 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 đây. Đang chơi, đang chơi. Ở đây chết rồi, đây chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Lúc nào thì biết là win luôn được. Win luôn. Rồi 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 rồi. Mình được cho limit. Biết được nha, quýnh người trước nha, dồn này nữa. Dồn này được. Cái gì dồn nó luôn ấy. Ê tăng luôn nha ta ba. Để tăng, tăng nha. Rồi 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 rồi. Người trước được hay không nha. Rồi 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 rồi, chết luôn rồi, chết rồi. Rồi chết rồi. Bốc nhẹ nhàng quá kìa. Hay. Cái này thì không chỉ nói là nhẹ nhàng nhưng mà các bạn ấy kiểu như kiểu là cũng ít côn ấy. Nghe mic của bốc nghe nhẹ nhàng thật đấy. Cái khúc thằng AOI. Cái khúc thằng AOI lấy trụ 2 em kêu là cứ đánh đi rồi. Còn cái khúc sau khúc đấy là phải lùi luôn. Rồi phải lùi luôn á. Có gì mấy cái đó báo rồi. Báo nhiều lần á cho biết nó nghe. Thằng AOI đánh tắt rồi. Thằng AOI mới trận đầu em. Vậy gì đâu. Vấn đề gì đâu. Đánh 3 trận nữa. Ừ. Mày có gì thằng này giết luôn á mày. Em mau ơi. Giết luôn rồi. Thoải mái đi Stuck ơi. Quá động viên Stuck liên tục. Ra ra mít nữa. Ê lầm này. Đây này, đây này. Động viên Stuck liên tục. Còn tắt qua này, còn tắt qua này. 30. Từng nó ăn lưu trước. Thủ được cậu nha. Thủ được đúng không? Thủ được. Thiếu hả? Đây. Thủ được. Ê nhanh nhanh lên cho ấy nó lấy chỗ. Em đép dưới không mất dưới á. Em một đường á. Ê có thằng trong đét sao á? Rồi. Được đường á. Rồi. Được luôn em ơi. Hay. Kiểu cảm giác côn của bên bóc nó còn ít luôn á. Anh em ơi, cái này ở kia dưới này. Ủa chim qua hai thằng ở chim. Quân luôn này. Nhảy hết đỉnh rồi đó. Lính trước. Kìa xíu rồi. Hết rồi. Có giải. Tính người là sao? Còn em nói với tụi lên nha. Tụi lên bắt cầu ơi. Chưa rồi đâu. Ra, tụi lên hai tay chữa ra. Đập tụi lên trước. Còn lính kìa. Anh đi làm đoạn phút hết. Được rồi, cơ tờ. Anh dám xin nè. Rồi, đẹp. Làm sao. Làm lại. Không sao, làm lại. Cú mẹ trên này đó. Qua nào. Các bạn đứng bốc là nhẹ nhàng nhờ. Đây. Chưa được hết chiêu 2 rồi. Đây. Qua này. Không biết chơi luôn anh chim ơi. Qua này mày OBS. Ủa chim nó làm quả. Đẹp dã man. Chết. Chết này ngon. Đẹp rồi đẹp. Ê tu này lại nè. Ê. Sai. Chân à. Có giải anh em ơi. Chờ được anh. Có 2 bắn máu anh, có 2 bắn máu. Chỉ có OBS xích được. Rồi nè. Kẹo được không? Bé chịu ai nè. Chùi. Hụt vô nè. Bé xích rồi. Vô nè. Ừ. Có giải đó. Còn kinh công nha mọi người nha. Đẩy tiếp được rồi. Tiếp rồi. Có hồi xin, có hồi xin đấy chứ. Ủa. Đấy nghe, em còn cầu. Lâm này trước. Rồi quên. Rồi quên. Không ạ. Thằng Madrid đang bảo vệ. Cái gì? Không. Thích làm gì làm. Thích làm gì làm. Hướng dẫn ăn mừng. Thoải mái lên, cứ tự tin lên. Bỏ qua đi, coi như bây giờ là đang là đánh lại trận đầu ấy. Đúng sợ nhá, tự tin đánh ai ta trận này, đánh ai ra nắc ai ra luôn á. Mà già đi, hết là đề bắn ta ra rồi. Dạ dạ nha, cảm ơn. Thoải mái tự tin nhá anh em ơi. Khổ thân thầy Opa. Nạ ai ra luôn đấy. Mẹ ơi. Phải lên biết được nhá. Nó hò nhau cấm mẹ luôn. Kiến nó xuống đâu. Qua này, lấy luôn. Ủa chủ chứ. Câu quy tóc biến đấm. Trong quy nè. Giờ không phải là hướng dẫn anh em thủ nhà, hướng dẫn anh em. Em chạy, em luôn, em yếu. Không qua. Đây. Kìa, hứa rồi. Đây. Chờ luôn á. Từ hết tóc rồi, hết thông tin luôn rồi. Tiếp tục có cầu á. Giết. Ây da. Hay nè. Giữ cái chung 2 luôn. Đây có máu này. Còn hình như còn Ritter đứng bụi. Ritter lại. Trước anh chim, tim hết. Khoi đấm vào tim hết. Đó, sẽ đi bắn tới rồi. Qua đây chim. Đây anh em ơi. Thiếu em nha. Được rồi, sẽ đi hết tim rồi. Đây luôn. Ê, phải coi nhà nha. Ờ, coi nhà đi. Đẹp. Em ơi. Đây. Ritter rồi. Mà tim chết luôn rồi. Chết tim rồi. Duke anh em theo. Ơi, này tắt. Nó chiếu rồi. Em xa lắm. Duke qua đây, cứ bọc qua đây. Duke chết từng nào. Hết mana luôn rồi. Duke tele về hay sao mà? Duke trong luôn đó hay sao vậy? Đánh cái trên. Hơi bị dưới. Hơi bị thiếu kết nối tí nhỉ. Duke trong luôn hay sao nè? Đuổi phải biết nè anh em ơi. Đây có chuẩn đứt bụi dưới. Em dưới luôn đi em ơi.
Được bảy giây có giải. Em lộ xe rồi, em lộ xe rồi. Bảy giây có giải. Cái gì nói hành dứt. Chen ok không? Chen ok không? Ok ok ok. Ê, mày mày mày. Đập lên, đập lên. Đi lên trước. Đi này dính càng nào. Anh tìm em được. Yuka nấp dưới này đi mày. Thôi bãi 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 từ 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 từ. Dàn yếu rồi, dàn yếu rồi. Yuka núp dưới này anh em ơi. Ơ kìa. Cứ đứng yên để mất tiền. Ta đập chết ta, đập chết ta. Đập cái tờ Yuka kẹp sao này. Đập chết tờ trước, đập chết tờ trước. A a a a. Đẹp sao đâu. Đẹp quá, đẹp quá. Có con em. A. Bọc bọc lại. Gì luôn, gì luôn. Như đi, như đi, như đi. Nó chết được ngon. Ôn mít quy luôn. Quy luôn, quy luôn. Cái gì của đó rồi. Của đó mình đúng không? Ừ. Để tôi lo nhà, để tôi. Nó biết hết, nó biết hết rồi. Cứ chửi thằng Đa Tuấn đi ra đấm vào đầu. Còn lên không? Chàng gió còn xe. Đổi gì giáp, đổi gì giáp chim. Đi ra đấm vào đầu. Có giải, có giải, có giải. Tôi liêm đây rồi. Còn một con thôi. Rấy, 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 rấy một con đi. Đang còn lên rồi. Nó biết hết rồi, nó biết hết rồi. Đi ra đấm vào cái đầu á. Người trước, người trước. Cả lập nó. Còn lên này anh em ơi. Win luôn, win luôn, win luôn. Ê, win rồi, win rồi. Lạc kèo này. Cái siêu liêm luôn nè. Rồi, win. Lạc kèo. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Vô form, vô form. Vô form. Vô form à. Ây à, má sao cái mic check này sao cảm giác có bị dài thế nhở. Tôi cảm giác tôi đã tiếp nhận rất nhiều thông tin luôn đấy các bạn. Trong vòng 10 phút vừa qua tôi đang phải tiếp nhận tương đối nhiều thông tin đấy các bạn. Trong khoảng 10 phút vừa qua tôi phải tiếp nhận tương đối nhiều thông tin. Tôi không nghĩ đây là 10 phút đâu các bạn. Cảm giác nó dài hơn 10 phút đấy. Nào chúng ta bắt đầu đến với quá trình reaction nào các bạn ơi. Tiền nó bên bù đỏ ơi. Đây rồi mà đây này bắn được đấy nha, này bắn được đấy nha. Chờ được, chờ được, chờ được, chờ được. À đây nè. Bỏ qua đi, coi như bây giờ là đang là đánh lại trận đầu ấy. Ừ. Sợ nhá, thì đánh hai ta thế này. Không có cáo. Chúng ta bỏ qua mấy cái đoạn mở đầu này bởi vì sao? Bởi vì là thật ra đoạn mở đầu này chỉ thấy là bên Garena cũng đã chịu khó làm cái hiệu ứng các thứ nó ok hơn. Còn lại thì về cơ bản cái đoạn mở đầu này chúng ta sẽ còn phân tích ở đoạn trong, thế là chúng ta bỏ qua thôi. Tiền được thì nó bên bù đỏ ấy. Đây rồi mà đây này bắn được đấy nha, này bắn được đấy nha. Chờ được, chờ được, chờ được, chờ được. À đây nè. Bỏ qua đi, coi như bây giờ là đang là đánh lại trận đầu ấy. Sợ nhá. Anh làm đoạn đầu phải khớp nhạc, khớp điếc các thứ nữa, giật 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 nữa. Đánh hai ta thế này. Không có cáu nghe sơn. Tắc vào này, giật giật nữa. Cây các anh lại còn làm nhạc nữa, các anh lại còn làm kiểu vũ đạo nữa. Mùa năm nay làm thì vũ đạo quá nhở. Mùa năm nay làm kiểu cái đoạn đầu nghe kiểu theo vũ đạo phết nhở. Hollywood. Đây làm khớp nhạc anh em, khớp nhạc. Trận này đánh chủ động gánh. Rồi nào, chúng ta bắt đầu vào mic check nào. Đầu tiên tôi phải nhận định này, có vẻ như là bên phía của Bốc chúng ta đang cảm thấy là bên Bốc hơi, thật ra là bên Bốc hơi ít côn, nhưng tôi lại không dám nhận định giống như Sài Gòn Phantom các bạn ạ. Nếu như ở Sài Gòn Phantom tôi hay nhận định rằng là vì chúng nó quá hiểu game nên chúng nó ít côn ấy, thì các bạn phải đặt vào văn cảnh. Đấy. Nói chung là ví dụ như là các bạn mà ngày xưa mà phân tích văn là các bạn phải đặt vào hoàn cảnh sáng tác của nhà thơ, các thứ kiểu kiểu vậy đấy. Thì ở trong cái hoàn cảnh này thì Bốc lại đang cho chúng ta thấy một cái cảm giác nào đấy là bởi vì các bạn ấy đang bị hơi hiền và nhát, và tức là cái thông tin mà các bạn ấy đưa ra được hơi ít, tức là nó đang hơi theo một cái phong cách là không hay côn ấy. Tức là không quen với kiểu côn tim ấy, chứ không phải là giống như Sài Gòn Phantom chúng ta hay đang nói rằng là các bạn ấy hiểu game quá rồi, các bạn ấy không cần phải côn. Nhưng thực sự với một đội tuyển như là Bốc ấy thì thật ra nên côn nhiều hơn. Đấy là chia sẻ thật. Tùy từng đội tuyển thôi, nó phải đặt vào đúng văn cảnh. Như thằng Sài Gòn Phantom chúng ta bảo rằng là không côn, chúng nó cũng biết là phải làm gì thì đúng. Nhưng mà để mà kiểu như kiểu mà một đội tuyển như Bốc chẳng hạn mà không côn ấy là cũng không ổn. Côn nhiều thì có thể loạn, nhưng mà côn ít quá thì cũng không có thông tin. Nha. Dạ. Có khi là kiểu như kiểu chưa quen lắm với cái không khí của studio ấy các bạn. Mai chủ động gánh thôi. Đừng quan tâm thua hay không nhá. Chúng mày cứ đánh thoải mái đi. Dùng rừng gánh á, nhìn dùng rừng dễ gánh. Thầy Opa năm deck nào cũng phải nói câu này nhở. Thầy Opa năm deck nào giải deck nào cũng phải nói câu này. Bây giờ phải nói gì với thầy Opa giờ, lại thương thầy à hay như nào bây giờ? Năm nào cũng thấy phải kiểu thua là do anh nhá, chúng mày cứ đánh thoải mái thôi, thua là do anh. Chúng mày cứ đánh thoải mái thôi, mới vòng đầu tiên. Chúng mày cứ đánh thoải mái thôi, đội mình còn yếu. Khổ đéo chịu nữa. Toàn phải đánh thoải mái thôi. Năm nào cũng phải toàn phải đánh thoải mái.
thoải mái nhá. Ê, đấy, được á. Anh bảo này, cái lúc đầu bọn nó yếu hơn bọn em ấy, bọn em đánh tự tin nhá. Mẹ đặt dòng anh mẹc báo nhá. Ừ, đặt dòng. Lúc đầu bọn nó yếu hơn bọn em tự tin nhé. Đúng rồi, trận này đầu trận thì bên kia Wonder Rui hoàn toàn không phải là mạnh hơn so với Bốc, Bốc ổn hơn. Không báo luôn thì được rồi. Thì đặt cái bóc. Bốc Elanor Ignis ổn hơn. Có liền dễ canh. Có cái dòng đằng sau này anh em ơi, kiểu gì? Là được. Đổ tay của em vào nhau kia. Mẹ chứng tỏ là chúng ta cứ nói mãi về việc là cái bài One Star này. À không, không, cái này không phải. Tức là bây giờ bên One Star họ đang cần phải nói đến cái vòng này để làm gì? Để cho Stack có thể hòa nhập được với cái lối chơi của cái vòng. Đang muốn giúp Stack ấy. Đấy, đang làm tôi lại nhớ đến cái câu lúc nãy ở trong cái trận này. Một trong những câu nói nghe ấn tượng nhất đấy là tắc tắc. Tắc bị tắc đường, không về được. Báo luôn thì được rồi. Thì đặt cái báo liền dễ canh. Có cái dòng này. Đang cố gắng để cho Stack có thể hiểu được cái phương thức vận hành với Rui. Sao này anh em ơi, kiểu gì? Là được. Đổ tay của em vào nhau Huy ơi. Ê, ly dưới xong chưa? Rồi xong rồi. Huy ơi á. Anh em ơi kiểu gì? Là được. Đổ tay của em vào nhau Huy ơi. Trụ có thể ép được rồi nhé Huy ơi. Ê, ly dưới xong chưa? Rồi xong rồi. Ừ. Đây lên này, đây lên này. Không biết nhờ, coi chừng không biết nhờ. Thuận cứ ly rồi, Khánh ơi. Đây là một trong những bài gọi là bài quá sở trường của OneStar rồi. Chúng ta không ngạc nhiên với những cái bài như thế này mà OneStar giăng ra, đẩy nhanh lính ở đường dưới và ốp thẳng vào trụ đường trên. Đây là một trong những cái bài rất sở trường ở phút thứ 355 của OneStar. Chúng ta không còn xa lạ gì cả. Tiếp luôn. Rồi, bây giờ bài này gọi là bài original rồi, bài này gọi là bài classic rồi. Bài này nó là bài cổ điển, nó không còn là bài nâng cao nữa rồi. Nhà lên trong lưới nha. Tiếp em nó dưới. Lên. Tiếp luôn. Làm gì khác rồi. Giờ làm gì khác. OneStar vẫn ổn như ngày nào. Em nó dưới. Lên. Tiếp luôn. Làm gì khác rồi. Cái đéo gì nhỉ? Đi trong lưới nha. Tiếp em nó dưới. Lên. Tiếp luôn. Làm gì khác rồi. Đây là đội tuyển ép đường hay nhất với Rui đấy hả? Đây là đội tuyển ép đường hay nhất với Rui đấy hả? Nó lại làm tao lại nhớ đến cái thằng mặt tròn. Thật sự là lại làm tao lại nhớ đến cái thằng mặt tròn. Về đánh về rồi anh em ơi. Nghe bế tắc thật sự luôn đấy. Đầu tiên là bên OneStar có một cái đặc điểm côn mà bên Sài Gòn Tôm không làm như vậy. Riêng bên OneStar có một cái đặc điểm côn rất rất riêng, đấy là nói câu nào cũng phải nói từ hai lần trở lên. Đang lên nè là phải đang lên nè. Tiếp nè là phải tiếp nè. Không, từ hai lần trở lên. Không bao giờ côn một lần. Đang lên nè. Không biết nhờ. Thuận cứ lên anh ơi. Tiếp luôn. Clear xong lùi. Tiếp. Ok. Già lên. Già lên. Thế thì tiếp luôn. Già lên vẫn tiếp luôn à? Làm gì khác? Tự nhiên. Làm gì khác? Hỏi khó nhở? Về chốt lại. Phải. Đây là tôi xem là cái đoạn thông tin này trong khoảng bao nhiêu giây nó đưa ra khoảng bao nhiêu thông tin nào? Để xem khoảng bao nhiêu giây. Không biết nhờ. Rồi, ok. Bắt đầu từ cái đoạn mà họ bắt đầu phân vân là từ đoạn nào? Đây, bắt đầu là từ đoạn này, 357. Đi trong lối nha. Tiếp em nó dưới. Lên. Tiếp luôn. Làm gì khác rồi. Giờ làm gì khác. 357 đến 403, 6 giây. Hàng loạt thông tin được đưa ra. Mà mỗi thông tin phải được đưa ra từ 2 đến 3 lần. Wow, cái nhịp này của bên OneStar. Ra màn thật. Với một cái nhịp như thế này mà đang đứng ở nhà chính của đối phương là cẩn thận, mà có thằng ở có thằng về đấy, nói thẳng luôn. OneStar cũng cần phải suy nghĩ kỹ về cái đoạn này, xem là nếu như mà đang ở nhà chính của đối phương mà cứ mà 6 cái thông tin trong 6 giây như thế là thật sự là có thằng ở có thằng về đấy. Dạ, được rồi. Không sao nha, cứ pha mà quý. Cứ pha, không sao. Đói cho anh mệt đi, cắt đi. Ôi, bây giờ phải đánh thẳng mặt đi, ăn mục tiêu á. Đúng rồi. Ok. Anh công ấy, cái gì đi lắm. Một người về. Ở chú ý lên lấy chỗ này, bắn công nè. Ờ, lưng còn, tôi lớn em ơi. Ăn ngon này chứ. Lên. Thằng Maris quả này đúng là... Thằng Maris quả này đúng là hơi phá tim à. Quả này ăn kinh công chuẩn hơn đấy các bạn. Quả này là quả ăn kinh công chuẩn hơn là quả lấy trụ ấy. Maris tự nhiên nó đưa ra một cái quyết định mà thật sự luôn là không có thằng nào định làm đâu đấy. Nhưng mà chúng nó phải làm ấy.
Đây là một quyết định mà Madrid đưa ra một cách có thể nói rằng là hơi khiên cưỡng với team. Thật ra quả này ăn xe ra chuẩn hơn so với lại cả việc đẩy back door. Theo quan điểm của tôi thì là ăn xe ra chuẩn hơn, vì quả này mới phút thứ 8, khả năng cao đối phương lính lên đến đấy là đối phương sẽ phải dead thôi. Nhưng mà quả này Madrid chơi quả gọi là hơi bất ngờ. Nói chung quả này cùng lắm thì được khoảng 1/3 hoặc là một nửa máu trụ là căng, còn lại thì không thể được cao hơn đâu. Nên quả này thì thật sự là cái quyết định của Madrid là cái quyết định mà nó cũng hay, nhưng mà có điều là nó không hay bằng ăn xây ra quả này đâu. À, chuẩn bị lên lấy trụ ngoài bắn công nè. Chuẩn bị lên lấy trụ bỏ kinh công nè. Ờ, lấy còn tơ lớn em ơi. Ăn con này trước. Còn tơ lính em ơi, ăn con này trước. Anh Hàn bảo thôi em ơi, về ăn con này trước. Nó đặt mẹ vòng ra. Nào bây giờ phải lên không? Bây giờ phải lên không? Anh Hàn bảo thôi em ơi, về ăn con này trước. Đặt mẹ vòng ra bây giờ như nào? Lên thôi thì phải lên chứ làm nào được. Xếp tường này, xếp tường này. Lùi nha. Rồi lùi tắc. Thằng Madrid chơi quả này, thật ra nhá, tôi nghĩ là một phần tại thằng Stark thôi, nhưng mà một phần tại thằng Madrid chơi quả này khó quá. Madrid chơi quả này khó quá anh em, thề. Thật sự là quả này Madrid chơi hơi khó tìm. Các bạn nhìn này. Dòng này, dòng xếp tường này, dòng xếp. Các bạn nhìn này. Thật ra là thằng Stark thì nó rất tiếc. Thằng Stark thì nó đang tiếc. Nó đang tiếc con xe ra. Nó đang ăn sở được nửa máu rồi. Bắt nó lên bằng được. Đâm ra nó tiếc. Nó lên hơi muộn. Đến lúc nó lên thì nhỡ mẹ hết đà rồi. Thứ hai nữa là ông đặt cái vòng khá là an toàn. Thứ hai nữa là cái đoạn này cái vòng nó hơi an toàn. Đâm ra ông Stark ông ấy tiếc, ông lên hơi muộn. Thì đến lúc ông lên thì anh em về mẹ rồi. Chuyến tàu đã lỡ rồi, bây giờ làm nào được. Tường này, lùi nha. Đấy, thì lại lên nó mới đánh. Nó mới... Vừa lên đến nơi thì nó chỉ muốn đánh chiếc trụ một phát. Xong nó quay về thì tàu lỡ mẹ rồi. Lỡ mẹ đò rồi. Tắc nó chỉ định kiểu cố gắng khiên kiếm liên kích hai phát vào trụ ơi. Nó không định làm gì quá đáng đâu. Căn bản tại vì nó tiếc con xe ra nên đâm ra nó bị lỡ chuyến tò á. Lên trụ. Dòng này, dòng xếp tường này, dòng xếp tường này. Lùi nha. Tắc vẽ đường còn đâu rồi. Tắc ơi. Tắc bị tắc đường rồi các anh ơi. Đến hơi muộn. Kẹt. Quả này bị kẹt. Quả này hơi kẹt. Anh công. Hơi kẹt tí, hơi kẹt tí. Một người về. À, chuẩn bị lên lấy chỗ ngoài bắn công nè. Ờ, lấy còn tôi lớn em ơi. Ăn con này trước. Lên. Dòng này, dòng xếp tường này, Lùi nha. Lùi. Hỏng rồi. Làm chậm quá. À, nhưng mà thật ra đúng nhỉ, nếu mà đúng ra thì cái vòng nên để ở trên này ấy, anh em. Thật ra cái vòng nên cao hơn một xíu. Cái vòng của Madrid hơi nông, nói thật. Bởi vì quả này đã lên là lên để lấy trụ, mà đã lên để lấy trụ thì cái vòng nên để gần cái trụ một tí để cho anh em còn đánh được trụ thì anh em còn về được. Cho nên là quả tắc đường này là một phần bởi vì cái vòng của Madrid nó không được đẹp nữa các bạn. Cái vòng của Madrid phải gần trụ hơn. Vòng này đây là các bạn nhìn này. Vòng ở tận đây thì chỉ có mỗi con Cafeni bắn được trụ thôi. Còn lại thì tất cả bốn con còn lại thì nhìn trụ chứ làm sao mà bắn trụ được anh em. Cho nên là quả này nếu như mà muốn đánh trụ ấy thì thứ nhất là phải vòng gần hơn, và thứ hai nữa là tốt nhất là được thì là open tank thì là ngon. Nhưng quả này thật sự luôn là quả này đánh như thế này thì làm sao mà đánh được trụ tí nào. Coi như ông Madrid quả này làm không quá đẹp đâu, không tới lắm đâu. Xếp tường này, dòng xếp tường này. Lùi nha. Lùi. Làm không tới lắm đâu. Quả này thì thằng Tắc không phải trách nó được, nó bị slow thôi. Không phải là nó. Bỏ. Ra mít liền. Rồi mấy giây có tao. Đúng là nếu mà trách là bạn ấy bị tiếc con xe ra, bạn lên chậm quá thôi. Bây giờ có tao em. 8 năm rồi, lâu lắm rồi. Mà cũng khổ nó cơ, vào ăn được hơn nửa con xe ra rồi. Tự nhiên các anh thích làm gì là các anh làm thôi. Ở dưới này ba đường này. Chờ nó cũng được. Các anh thích làm thì các anh làm. Thế chờ nó tay anh em ơi. Mẹ ơi. Công việc của em thì các anh chả quan tâm đéo cả. Công việc của các anh mới là quan trọng, nhưng công việc của em các anh ta chả quan tâm đéo. Cái dòng ấy chỗ. Các anh thật sự rất là thiếu quan tâm với em luôn, thật sự. Thật ra nếu như mà là một thằng quyết đoán hơn thì quả đấy sẽ là không lên.
Nếu như là một thằng quyết đoán hơn thì One Star lên đẩy trụ lén và Stark không lên là đẹp nhất. Thì là đẹp nhất. Tức là nếu như mà tự có tư duy xử lý ấy, tức là kiểu như kiểu là bạn ấy mà là một người mà tư duy xử lý riêng biệt và không cần phải nghe côn ấy, thì bạn ấy có thể ấy nhá các bạn nhá, bạn ấy có thể tiếp tục đánh Caesar. Và khi mà cả team lên như thế thì bạn ấy đánh Caesar một mình cũng vẫn rất an toàn, vì là kiểu gì cũng sẽ bị hút lên tất cánh trên đấy. Nhưng mà bạn ấy chưa thể đủ cái việc mà cứng cáp như vậy được. Khi mà cả team côn lên thì bạn ấy không thể bị như thế được. Bạn ấy không dám làm như thế. Cô lên bắt chỗ anh em hết luôn á. Bỏ mất tóc rồi. Người mới lại còn non làm sao mà dám. Rồi ba đường rồi, ngồi đường. Chơi mày. Tôi cứ vòng nó về. Dòng sang này. Kiểu bị tắt rồi mấy, không làm cái đếch gì từ nãy giờ. Chết rồi mày. Ủa xì nó bắn quả kìa anh em, nhìn viên đạn nó xì kìa. Thề luôn, nhìn cái đam của thằng Si nhiều lúc mà thấy thích vãi đạn luôn đấy các bạn này. Kêu bị tắt rồi. Chết rồi mày. Thề luôn, tôi chưa bao giờ thấy cái lỗi vi phạm thông tin cá nhân như này luôn, thật sự luôn đấy các bạn. Dòng sang này. Kêu bị tắt rồi mấy. Không bao giờ nhắc đến nữa. Kêu bị tắt rồi. Chết rồi mày. Thế mà bây giờ mà nói là mặt trái xoan là cũng là vi phạm thông tin cá nhân này đúng không anh em? Nếu bây giờ mình mà nói là mặt trái xoan là cũng vi phạm thông tin cá nhân đúng không? Không nói về. Dòng sang này. Kêu bị tắt rồi mấy. Chơi mày. Tôi cứ vòng nó về. Dòng sang này. Kêu bị tắt rồi mấy. Đùa gì luôn á. Chết rồi mày. Ui mày nó bắn viên đạn kìa. Chơi luôn. Ui nó bắn hai viên đạn kìa. Bằng xương. Về mọi người kìa. Chơi đó. À mấy viên đạn của thằng Si kìa. Lùi đi. Yếu lùi đi. Bỏ hết. Một à. Ê đúp lại chơi luôn á. Dạ bộ chặn con ấy. Rồi quay lại luôn. Đúng rồi. Từ đến đoạn này tôi cần có một chút ấy các bạn ơi. Tôi có một chút muốn chia sẻ với các bạn đoạn này. Đoạn này có cảm tưởng là ý tưởng của One Star tốt. Đầu tiên phải nói này, ý tưởng của One Star thì tốt, nhưng mà thực hiện thì One Star lại đen. Hoàng trách không ra thằng Anseja. Đoạn này thì các bạn, nếu như các bạn biết ấy, là One Star có ý tưởng là đưa một thằng ra hang Anseja để làm giảm giáp, để cho team kia check và để team kia ra. Giả bộ chặn công ấy. Đấy, giả bộ chặn King Kong, giả bộ chặn Queen Kong. Rồi, quay lại luôn. Đúng rồi. Xong một ông ra hang Anseja để làm giảm giáp. Nhưng cái lúc mà thằng Hoàng soi thì ông Stack chưa đi đến hang xe ra. Các bạn nhìn này, Nhìn trên map con này. Lúc mà Hoàng nó soi thì ông Stack lại chưa ra đến hang xe ra các bạn. Thế nên là đâm ra quả này Hoàng lại đoán là đối phương chưa ăn xe ra, và nó không dám ăn đâu. Các bạn thấy không, Hoàng quả này có soi nhưng mà Hoàng chưa thấy nó giảm giáp các bạn. Đấy. Thế nên đâm ra Hoàng có soi nhưng mà Hoàng không hề thấy. Không phải là đọc bài, mà Hoàng đọc là nó không dám ăn đâu. Đấy, thì đọc cái này đúng. Cái này là đọc bài đúng, bởi vì là bài này thì thường One Star sẽ núp. Và rất nhiều lần núp rồi, không phải một lần. Bắt cả Hoàng, bắt rất là nhiều người rồi. Rất là nhiều lần đứng núp như này rồi. Hoàng cũng biết. Nhưng mà khi mà Hoàng nó soi thì nếu như mà trong trường hợp mà bị giảm giáp, nếu như Hoàng soi mà lúc đấy Stack nó đang giảm giáp ấy, thì Hoàng lại bảo là nó ăn đấy. Nó bắt đầu ăn đấy. Và sẽ có sự chủ quan nhất định. Nhưng nó lại đúng cái, lại đen cái là đúng cái lúc đấy thì ông Hoàng lại bỏ soi rồi, thì thằng Stack mới đi vào hang Caesar này. Đây các bạn nhìn này, đây này, cái khoảnh khắc mà Hoàng bắt đầu bỏ soi rồi thì Stack nó bắt đầu đi vào sang Caesar này. Stack đâm ra là cái giao lận đang đúp á. Đang đúp. Từ từ, đấy thấy không? Đây này. Từ từ. Các bạn nghe kỹ câu của Hoàng này. Cầm trong mấy giao lận. Không thấy mất giáp là nó đang núp. Tức là bố có soi thật. Và một bên thì đúng là có lừa thật. Một bên thì có lừa thật là cử một người ra hang xe ra để giảm giáp. Một bên thì có soi thật để xem là nó có bị giảm giáp hay không thật. Nhưng cuối cùng bố Hoàng bố soi ra là đéo giảm giáp. Làm sao giờ? Thế bây giờ bố Hoàng bố soi ra là nó đéo giảm giáp. Bố đọc, đầu tiên là bố đọc đã. Nhưng mà bố đọc xong rồi bố cũng soi. Bố soi ra đéo giảm giáp thì bây giờ làm nào giờ? Mấy cái chiến thuật của One Star phá sản với một cái pha soi hơi sớm của ông Hoàng. Ông Hoàng ông soi, ông tính tham lai soi ông hơi sớm tí. Sớm mất khoảng 2 giây. Mẹ thế nó bị dở chứ này.
Cho nên pha này anh em phải tỉnh táo nhá, là tức là thật ra hai thằng đều có ý và hai thằng ý đều hay. Nhưng mà cuối cùng cái ý hay của thằng Wansa nó bị hơi đen. Là ông Stark ông chạy tụt quần không đến được hàng xe ra, mà ông Hoàng ông đã hết soi rồi mà ông đã bảo là soi. Các bạn phải hiểu nhá, tức là nếu như ngược lại là thằng Wansa đang ăn xe ra thì là Hoàng lỗi. Các bạn hiểu không? Các bạn có hiểu không là nếu như Wansa đang ăn xe ra thì Hoàng soi lỗi. Vì Hoàng soi bị sớm. Nên là hơi buồn cười anh em. Đang đúp á, đang đúp lại á. Đẹp lại dưới, đẹp lại thầy dưới. Thầy chết được, thầy chết được. Ê, đứng đây dưới em. Okay. Dưới từ đấy. Okay. Để đứng nha, để đứng nha. Nè, đứng nè. Tụi cho thầy bắn yếu nè. Em đang ôm ở đây đó. Quả này thì các bạn biết rồi, có một quả Excalibur trượt của Han khá là đáng trách. Quả này thì có một quả Han Excalibur trượt đây này, không phải? Nè, đứng nè. Tụi cho thầy bắn yếu. Đây, thì đến đây thì Han Excalibur một quả. Em đang ôm ở đây. Hoàng cũng tưởng là mình bị Excalibur. Hoàng ở đây là cũng tưởng là mình đang bị Excalibur rồi cơ. Đây đó. À không, bạn ấy không tưởng hẳn đâu. Bạn ấy chỉ chuẩn bị để mua đồ thôi. Đấy, xong rồi bạn ấy thấy mình không chết. Đúng rồi, bạn ấy tưởng là mình chết đấy. Bạn ấy tưởng là mình chết đấy. Tiếp tục là lừa trong lừa đấy. Bạn ấy tưởng là mình chết, bạn đợi mình chết để bạn ấy mua đồ thôi. Xong rồi bạn ấy lại thấy mình không chết là bạn ấy phải không được bán đồ nữa. May mà bạn ấy tỉnh, làm khá chậm rãi. Đấy, đứng nè, đứng nè. Chứ quả này mà thằng nào lanh tay thì có khi Han lại lừa trong lừa luôn. Quả này mà rơi vào một quả mẹ Hàn lại Hoàng lại bán mẹ giáp hộ mệnh đi thì lại thành lừa trong lừa luôn. Xém bán rồi đấy. À, thật sự luôn, câu chuyện nó rắc rối kinh khủng rồi. Đây này. Thầy đang yếu này. Đây này cái Excalibur này. Cái Excalibur của Han này. Cái Excalibur của Han này. Em đang ôm. Thế đéo là cái Excalibur của Han lại trượt được quả này nhỉ? Đến đứng nha, đến đứng nha. Nè, đứng nè. Tụi giờ thầy đang yếu này. Em đang ôm ở đây đó. À không. Để đứng nhau, để cái Excalibur của Han khác cơ. Tụi cho thầy bắn yếu này nè. Đây, cái Excalibur của Han này. Đây này. Đây, cái Excalibur của Han này. Cái đéo là ông Hoàng đi vào đúng cái chỗ này. Lằng. Loằng ngoằng. Hạch não tốc biến cái gì. Biết thừa Hoàng không có tốc biến rồi. Tuyển thủ đánh mất tốc biến cái người ta biết ngay anh em. Đặc biệt là AD mất tốc biến người ta soi ngay. Người ta biết ngay, người ta báo nhau ngay. Lừa trong lừa nữa. Chứ còn quả này đã biết là Hoàng không có tốc biến rồi, 92 giây này làm sao mà bị lừa được anh em. Vừa mới tốc biến ở pha có bắt trước xong. Nhưng mà bố Han bố làm quả Excalibur nó để hở đúng cái chỗ ông Hoàng. Ai à. Coi như là hở hai thằng luôn đúng không? Em đây là không trúng cả hai thằng luôn này anh em, không trúng cả hai thằng luôn. Ở vào đây đó. Riêng cái Excalibur này không trúng cả hai thằng này, thằng này đầy máu nguyên này. Thằng Elandor đầy máu nguyên này. Mà ông Hoàng thì may ông lại không nhanh tay. May ông Hoàng cũng lại không tay nhanh hơn não. Okay. Quả này mà rơi vào tay một thằng tay nhanh hơn não. Một thằng mà kiểu như kiểu không soi. Tức là không nhìn màn hình chính nữa. Đây là các bạn nhìn này. Đứng nè, đứng nè. Tụi cho thầy bắn yếu này nè. Thực ra là khi mà các bạn lên map này là các bạn vẫn nhìn được cái diễn biến đang diễn ra là mình chưa chết. Các bạn vẫn nhìn được nếu như mà các bạn để ý. Nhưng mà thường thường thì tôi nói thật là nhiều người không để ý nữa. Lúc này là cứ thế mà bán đồ thôi. Thì thằng nào mà quả này mà cứ thế mà bán đồ thì chắc là đứt. Ôi vào đây đó. Ông Hoàng ông lại bảo thế đéo là mình chưa chết nhở. Đang ôi vào đây đó. Thầy bắn được đó nha, thầy bắn được đó nha. Chờ được. Thế nào ông ấy nhường lại một nhịp ấy chứ. Đây đó. Chết rồi. Không sao. Đánh mình nhiều lắm nha. Đánh nhiều lắm. Lên. Lắm lừa quá. Lên. Lộn luôn. Đánh nhiều quá. Đập luôn, dí luôn. Đến đây thì chịu rồi. Tiếp game to này. Đập không? Phải đập á. Đập đi. Thế là làm tốt lắm rồi, vẫn phải đánh thôi. Tốt vòng rồi. Ba ông còn lại vẫn phải đánh. Ơ nhưng mà Dòng ngay Yutoro. Quả này vòng quá chậm. Quả này vòng của Madrid quá chậm. Đây nha, chúng ta xem lại. Nhiều quá. Đập luôn, dí luôn. Tiếp game to này. Tốt này, đến đây là tốt này. Đến đây cũng là tốt này, nhưng đến đây phải có vòng ngay. Đến đây phải có vòng. Mà tại sao Madrid lại để vòng ở đây nhỉ? Nhẽ ra vòng phải ở đây chứ anh em. Vòng phải ở trên này chứ, vòng phải ở chỗ con Elandor để anh em giết xong con Elandor về luôn nhá. Quả này Madrid không được đẹp lắm. Vòng của Madrid không đẹp không? Đập không? Phải đập á. Đập đi đập luôn. Tốt vòng rồi. Đấy, mà đến đây bây giờ Madrid mới bắt đầu đặt vòng rồi thì chịu rồi. Madrid phải đặt vòng sớm hơn. Madrid phải đặt vòng sớm hơn. Madrid quả này đặt vòng chậm quá. Dòng ngay Yutoro. Có sao không xinh nè. Ở đây hết rồi.
Lấy rồi. Quả này anh em đứt hết rồi. Ui đâu thế thì làm sao mà đỡ được? Quả này phải cứu được anh em về quả đấy để anh em còn ra. Đúng rồi. Trên trận đó không có ai chạy đâu chứ. Quẩy được á, của đấy đặt công tiên được á, tên nó bên bộ đỏ ơi. À đâu tên nó phải nói thì tên nó đi gần quá nên là đặt công ty qua là cũng không được. Ý là cho anh cái vòng nhỏ luôn xong đặt công tiên trước để hụt nó. Ừ, em chạy lên đặt dòng liền mà. Chạy lên đặt dòng liền á, mà giờ cái dòng không thấy á. Cãi nhau à? Cãi nhau nhẹ không sao. Sâu yếu nè. Ê lên phải. Dưới chim à. Có tin. Đang lên. Quả này biển hay nếu như mà nói là thật ra tôi cũng không biết nói như thế nào quả này, bởi vì quả này về cũng hơi khó. Quả này mất tốc biến rồi nên nếu mà nẹt điện lùi về thì Alice nó có thể bắt được. Thật ra quả này cái việc mà đổi cái mạng này lấy cái băng xương không đến nỗi gọi là dở. Có điều rằng là biển bị lỗi một cái thôi, là bạn biển không soi là đối phương có băng xương thôi. À, với lại cả vừa đến phút thứ tư nó cũng hơi đen nữa. Anh sâu cầu chạy đâu? Chết rồi. Biển qua đây bắn máu được bên. Em định nói không nhìn cầu sâu. Không nhìn cầu nhưng mà thực ra là quả này đúng là cũng thời điểm nó cũng hơi nhạy cảm nữa. Cứ này rồi đó. Cờ đét còn tươi không? Cờ đét còn, rồi nha. Em bên này. Đây ra nó được không? Có phải được, không? Đi qua đi, qua đi. Phải có phải lo cắm á. Phải lo cờ đét bắn nó mất tiêu. Có phải lo nhá, Đây, qua phải lại nè. Biết lùi được không? Em phải lo dưới á. Bắn luôn. Chả biết là sao anh em ơi. Em xuống hết tiền, Qua đây. Có bóp giáp nha, chơi. Không làm gì được. Nào, cho nhau xem quả này phát nào. Có bóp giáp nha, chơi. Không làm gì được. Chúng ta cùng nhau xem quả này của Adonis phát nào. Aoi dình Zuka. Zuka mất chiêu cuối. À không, Aoi mất chiêu cuối ớ. Tức là Aoi quả này chấp chiêu cuối hả? Aoi quả này chấp Zuka chiêu cuối hả? Hơi quá đà ha. Chẳng là cái xuống dưới nha em ơi. Nó có cậu nha Sơn. Chấp chiêu cuối lại còn trượt chiêu. Chẳng là cái xuống dưới nha em ơi. Nó có cậu nha Sơn. Quả này bị mạo hiểm quá. Quả này bị mạo hiểm quá nhờ. Chấp chiêu cuối được à? Thật ra tôi nghĩ là không chấp chiêu cuối được anh em ạ. Đúng là có một cái cơ sở thôi. Đấy là Zuka mất chiêu 2. Nếu như mà nó là cơ sở thì chỉ đơn giản là cơ sở là Zuka mất chiêu 2 thôi. Đúng là quả này có vẻ như là đam sốc được thật. Zuka mất chiêu 2 thôi. Chẳng là cái chú dưới nha em ơi. Nó có cậu nha Sơn. Ơ nhưng mà công nhận quả này thằng Zuka cũng hơi ảo nhờ. Quả này công nhận là thằng Zuka cũng hơi ảo nhờ. Sao tự nhiên thằng Zuka này. Chẳng là cái chú dưới nha em ơi. Xong bằng một cách nào đó nó đã ở kia rồi nhờ. Ờ quả này thằng Zuka cũng hơi ảo. Nó có cậu nha Sơn. Trời ơi. Quả này Zuka còn đéo cần dùng cầu anh em ơi. Thế thì đéo làm gì được đâu anh em ơi. Thế thì đây là sự non rồi anh em ơi. Xin nhắc lại với các bạn. Thế thì cái này lại là non rồi. Bởi vì cái này không soi cầu rồi. Thế tức là đây là thằng Zuka nó chấp cầu anh em ơi. Đây là do thằng Zuka chấp cầu thôi. Kể cả quả này Adonis có combo đẹp đến như thế nào đi chăng nữa mà không có chiêu cuối quả này chắc vẫn thua thôi. Vì là quả này Zuka chấp cầu anh em ơi. Thật ra quả này nếu như kể cả là trong trường hợp mà Adonis có vồ trúng thì quả này nếu như mà Zuka chơi cầu ấy thì thật sự luôn là chắc là Adonis vẫn thua. Vì là vồ trúng mà thằng Zuka nó trầm trọng lực trúng người. Sau đó nó cầu để nó đỡ được khoảng đôi đam thì Adonis kiểu gì chả thua. Thì kiểu gì chả thua. Vấn đề là bạn ấy không soi cầu ấy. Em ơi, Vấn đề cuối cùng vẫn là bạn ấy không soi cầu ấy. Cái đấy là cái mà thực sự là tuyển thủ người ta đang phải kiểu đấu tranh nhau để họ làm ấy. Tức là bây giờ hầu hết các tuyển thủ bây giờ đều đang phải cố gắng để soi cầu hết rồi. Các tuyển thủ ở top các tuyển thủ tầm khoảng 1, 2, 3, 4 ấy. Thì bây giờ họ đều cố gắng để kiểu như kiểu là tránh những cái trường hợp mà bị outplay bởi cầu đáng tiếc ấy. Chết rồi, đánh. Cái côn cầu ấy là lúc bạn ấy bắt đầu đi vào rồi. Đây các bạn nghe này, các bạn nghe cái quả côn cầu này. Không làm gì được. Các bạn nghe quả côn cầu này. Chẳng là cái chú dưới nha em ơi. Nó có cậu nha Sơn. Đấy, thì cái lúc này rồi thì còn nói làm gì nữa anh em. Cái việc côn cầu của đồng đội là lúc này thì chịu rồi. Quả này Tama có ý nhắc nhưng mà nó bị chậm rồi anh em ơi. À nhầm, Đa Tuấn. Nhưng mà chậm rồi. Thật ra nếu như mà tôi không nhìn thấy mà Zuka có cầu ấy thì tôi còn nghĩ rằng là đây một quả dồn đam đủ. Nếu như mà trong trường hợp mà con Zuka không bị kiểu, tôi không biết là tại sao mà con Zuka lại lướt về đấy.
là vì nó đoán được hay là vì là đơn giản là vì vào rừng nó cũng chả còn mục tiêu gì nữa thì là nó lướt về. Thì không biết là lý do tại sao mà nó lướt về đấy. Nhưng cái quan trọng là nếu như đối phương còn cầu thì quả này là không ổn rồi. Bắt được toàn sau mình đâu anh em ơi. Ao trên rồi, cứ đánh tự tin lên. Con đi mình đây. Lấy được một cái trụ dưới đó. Em đang về. Chờ này. Em đang về. Bên này. Em đang về. Em đang dồn đây, Đây. Chết rồi. Quả này thì nếu như các bạn xem ở trong phỏng vấn thì Marit nói rồi, quả này là do biển quá tự tin. Quả này thì Marit nói rồi, đấy là hay cái là đúng thời điểm Aoi ra, cái đấy tôi có thể là may mắn, nói thẳng. Thì cái đấy có thể là do may mắn đấy các bạn. Vì tức là bạn ấy định đi vào rừng, nhưng mà thật ra quả đấy rừng không có gì. Thế nên là cái việc mà rừng không còn gì thì bạn ấy lướt về cũng là chuyện bình thường. Tức là cái quả đấy là bạn chỉ định lướt vào cái bụi này. Đây này, bạn định lướt vào cái bụi này xem có ai đấy không. Xong rồi là thực ra là bạn ấy định về, bởi vì ở trong hai cái khu này không còn gì nữa, bạn ấy lại lướt về luôn. Chứ cũng không phải là vì bạn ấy đoán được là do con Aoi ở đây đâu. Cũng không phải là do đoán được luôn đấy. Này. Nhưng mà quả này là do biển lỗi này, thì cái này là Madrid nói rồi là quả này do biển tự tin quá nên là thua. Thế các bạn thấy biển còn tự tin ở cái chỗ là đứng bắn nhau với con Crest mãi này. Em đang dồn đây, đấy đi. Và quả này thì các bạn cũng biết rồi là một phần tại con cóc này nó cũng giúp cho bên phía của Bốc Về Minh. Con cóc hiện ra đúng lúc cũng giúp cho bên Bốc Về Minh đỡ được lấy được quả này. Em đang dồn. Con Flo nó lấy được đà. Em bên này. Này, con cóc mà đúng thật sự con cóc này đúng là con cóc của Bốc. Em đang dồn đây, đấy đi. Nhịp của con cóc đẹp thật. Đây chơi. Đây chơi rồi. Theo. Mid win luôn. Rồi. Được cho limit. Mid được nha, quấn người đứng nha, dồn này được. Dồn này được. Cái gì dồn nó luôn ấy. Nhịp của con cóc đẹp vậy. Tăng nha, tăng nha. Rồi. Người trước được hay quá. Đứng nha. Rồi, chết luôn rồi, chết rồi. Rồi, chết rồi. Hay. Nhưng mà được một cái là các bạn này rất là hiền nhỉ. Anh em ở bên team Bốc này được cái là có vẻ như rất là hiền. Đấy là sự thật. Cảm giác bạn mấy bạn này là mấy bạn trẻ khá hiền. Không biết là nghịch ngầm hay là không nghịch, nhưng mà nói chung là về mặt thể hiện thì là rất hiền. Cái khúc thằng Aoi lấy trụ 2, em kêu là cứ đánh đi rồi. Còn cái khúc sau khúc đấy là phải lùi luôn. Rồi phải lùi luôn á. Có gì mấy cái đó báo rồi. Báo nhiều lần cho biển nó nghe. Báo nhiều lần cho biển nó nghe. trách thằng biển, nhưng mà cũng phải trách một cách kiểu nó đánh hay mà anh em. Trách nó cũng phải trách kiểu trách yêu thôi, chứ cũng không phải là trách kiểu ấy được. Với lại cũng đang đánh, anh em có thể thấy là trách cũng trách một cách rất là từ tốn. nhớ nó ấy anh em. Nhớ nó mất tinh thần hỏng, thằng này nó đang đánh hay nhất. Cái khúc thằng Aoi lấy trụ 2, em kêu là cứ đánh đi rồi. Còn cái khúc sau khúc đấy là phải lùi luôn. Rồi phải lùi luôn á. Có gì mấy cái đó báo rồi. Báo nhiều lần á cho biết nó nghe. Thôi mày đánh tắt rồi. Thôi mày mới trận đầu em. Thì gì được. Nè làm 3 trận nữa. Ừ. Giọng của Han ấm nhỉ anh em nhỉ. Có gì thằng này giết luôn á mày. Em mau đi. Giết luôn rồi. Quá điếu nè. Lý do phải lặp lại nhiều lần nữa, nhưng mà nói với các bạn nha, lặp nhưng mà lại còn quan sát lại còn bị một cái này cơ. Đấy là lặp nhưng mà lại còn có rất là nhiều thằng lặp là đánh tiếp, rất nhiều thằng lặp là đi về. Nó lại thế nữa cơ các bạn. Quan sao nó còn rơi vào một cái tình trạng nó rất là dở hơi là phải tiếp về cơ. Nó lằng tà lằng ngoằng ở trong một cái khoảng thời gian rất ngắn cơ. Em có thể ra ra mít nữa. Ê, lấm này. Đây này. Team One Star, team đối lắp. Quả này thì các bạn vừa xem rồi, Si ra chiêu quá hay ở trong cái đoạn đầu. Đây. Còn lại thì 30. Đừng lo ăn lưu trước. 30 nha cậu nha. Thu được đúng không? Thu được. Yếu hả? Hay. Thu được. Ê nhanh cho ấy nó lấy chỗ. Em đếp dưới không mất dưới á. Em một đường á. Ê có. Bây giờ thì anh em có thể thấy là nếu như mà anh em đánh rank nhiều, anh em biết là từ rank tầm khoảng chiến thần trở lên chẳng hạn thì tất cả các tuyển thủ bây giờ đều có báo hết về mặt tốc biến các bạn nhá. Hầu hết là các tuyển thủ đều cố gắng báo về mặt tốc biến nếu các bạn đánh ở rank chiến thần. Tất nhiên là tôi chẳng hạn hay là các bạn chưa đánh ở rank cao chẳng hạn thì bây giờ chúng ta vẫn không báo tốc biến cho nhau, nhưng mà bây giờ thậm chí là đánh rank bây giờ người ta cũng báo tốc biến cho nhau hết rồi. Có thằng trong red sao á. Rồi. Được đường á. Rồi. Được luôn em ơi. Hay. Chị ba này luôn á. Đây kìa. Ê mà thấy không ạ?
Anh em ơi, đây này, kia là dưới này. Bây giờ chim qua này thằng cái chim. Quân lô này. Chạy đi cậu đó. Lấn trước. Kia là xíu rồi. Có giải. Những người là sao? Còn em nói với tụi lên nha. Tụi lên bắt cầu ơi. Chưa hồi đâu, chưa hồi đâu. Ra, tụi lên hai đứa ra. Đập tụi lên trước. Còn lính kìa. Rồi. Tao nó, quân rồi. Từ từ. Anh giáp xin à. Rồi, đẹp. Làm sao? Tôi để ý thấy hình như Stark cũng là rất ít nói các bạn nhá. Tôi có nhìn nhưng mà hình như là nhìn thấy Stark cũng khá là ít nói các bạn ơi. Em lại. Không chỉ có mấy ông bên bốc đâu, hình như mấy ông mới đều là mấy ông ít nói hay sao. Không chỉ mấy ông bên bốc đâu. Cả Stark, không chỉ Annie đâu. Cả Stark mà mấy ông người mới sẽ có những ông khá ít nói. Không quen nói. Qua nào, kẹp có phải nè. Nói là luyện tập đấy các bạn, vừa nói vừa chơi là luyện tập đấy, không mà vừa nói vừa chơi là dễ bị ngu đấy. Dễ bị đánh tệ đấy. Đánh luôn á. Đây, qua này. Tốc biến chơi luôn anh chim ơi. Qua này mày, OBS. Tốc biến chơi luôn anh chim ơi. Quả thông tin này của Si đúng kiểu nhìn trước tương lai. Đây, qua này. Thằng Si nó côn câu này chất nhỉ. Nó làm tôi nhớ đến Ellie các bạn ơi. Cái quả côn này của Si làm tôi nhớ đến Ellie các bạn ơi. Tốc biến chơi luôn anh chim ơi. Đấy, kiểu như kiểu là nó đi trước được khoảng vài giây ấy, so với lại cả diễn biến nó sẽ diễn ra như thế nào ấy. Qua này mày, OBS. Tôi chỉ muốn nói rằng là nó làm tôi khá nhớ đến trường hợp của Ellie ngày xưa. Nó chuẩn bị được trước khoảng vài giây so với lại tình huống thực tế luôn. OK, hết tốc rồi. Tình huống thi đấu nó sẽ diễn ra như thế nào, nó nằm sẵn trong đầu rồi. Chết này, ngon. Đẹp. Cái đấy gọi là cảm tình huống rất là tốt đấy. Sai. Chân à. Nó có giải anh em ơi. À, không phải là do mic của tôi to đâu mà do cái mic này hơi to. Chờ nữa anh em. Bắn máu anh có hai bắn máu. Tôi để open xích được. Đây này. Kẹo được không? Bé chịu này. Chú ơi. Hù vô đây. Bé xích rồi. Vô nè. Có giải đó. Còn kinh công nha, bự nha. Đấy. Còn kinh công bự nha. Còn kinh công bự nha và thằng bớt nó đấm cho quả này thì nát người rồi. Đấy tiếp được rồi. Tiếp được rồi. Có hỏi chuyện đấy chứ. Đấy nghe, em còn cầu. Hay quá, bớt nó đấm quả này thì hay quá. Sao mà đỡ nữa. Có giải đó. Còn kinh công nha, bự nha. Đấy tiếp được rồi. Tiếp được rồi. Bớt nó đấm quả ba thằng thế này thì đỡ nào nữa. Quả đấm này thì quả đấm make play rồi. Có hỏi chuyện đấy chứ. Đấy nghe, em còn cầu. Lấm này trước. Quên. Có ạ. Cái này. Đúng là không bao giờ nhìn thấy đèn của Annie sáng nhỉ. Không bao giờ thấy đèn mic của Annie sáng nhỉ. Vâng, chúng ta cùng nhau đến với khoảnh khắc đó là hướng dẫn ăn mừng. Bây giờ không phải là hướng dẫn anh em thủ nhà né chiêu nữa, bây giờ phải là hướng dẫn anh em ăn mừng, né chiêu. Làm gì làm? Hướng dẫn anh em ăn mừng. chưa biết ăn mừng khổ thật. Stark còn chưa biết ăn mừng. Thoải mái lên, cứ tự tin lên. Từ. Giờ mệt rồi mày đánh. Giờ mệt rồi á, anh em đánh côn to lên. Mày đấy nhá, cha thiên sư chúng mày nhá, thiên sư bố chúng mày nhá, chúng mày thấy chưa? Tuyển thủ nó đây nó mới chỉ đánh ở studio thôi nhá. Mới đánh đến game 5 mà nó còn đã bảo là giờ mệt rồi đấy. giờ mệt rồi đấy. Mới đánh có 5 game rồi nhá. Mà chúng nó đã côn giờ mệt rồi này. Mà đánh ở sân khấu còn đánh mười mấy game mà chúng mày bắt chúng nó không được mệt nữa. Cứ bảo là tuyển thủ phải đánh mấy chục game. Cứ như đánh ở nhà nhờ. Cái quan trọng ấy là ví dụ như các bạn hiểu, ví dụ như đánh ở giải ở studio hay ở khu vực thi đấu chẳng hạn, các bạn phải đến sớm này, các bạn phải tập trung này, các bạn phải lê lết đợi này, sau các bạn phải chuẩn bị này, tinh thần này các thứ, xong rồi các bạn lại phải đánh một trận rất là căng thẳng, đâm ra cái việc mệt thể lực là chuyện rất là bình thường, mệt về mặt tinh thần ấy, thể chất ấy. kiểu nó bị xuống tinh thần nó khá là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái đoạn này còn có một cái ý nghĩa nữa để chúng ta nói, đấy là Tama. Thực ra là Tama là người bảo là giờ mệt rồi anh em côn to lên, và thật sự trận này Tama rất gánh luôn anh em. Tama trận này đánh rất gánh luôn. Mồm thì kêu mệt nhưng mà đánh thì rất gánh.
thoải mái lên, cứ tự tin lên, bỏ qua đi, coi như bây giờ là đang là đánh lại trận đầu ấy. Thầy Oppa điệp khúc này chắc thầy Oppa sẽ phải dùng từ giờ đến hết, ít nhất là phải hết lượt đi. Xong rồi đến lúc vào, nếu mà vào được playoff chẳng hạn là lại phải tiếp tục cái điệp khúc này. Nếu mà vào được sân khấu thì tiếp tục cái điệp khúc này. Em ơi, thoải mái lên nhá, tự tin lên nhá, cứ tự tin lên mà đánh thôi, thoải mái lên, có vấn đề gì anh chịu, lỗi gì anh chịu. Điệp khúc này thầy Oppa sẽ còn phải dùng rất nhiều. Thua do anh hết nhá, chúng ta cứ đánh đi, thua do anh hết. Mà già đi, thoát ra. Sao đánh lại trận đầu. Sao thầy Oppa bị hack của con Aya của này hơi cay ha. Thầy Oppa bị cướp mất con Aya của này hơi cay ha. Đúng sợ nhá, tự tin đánh Aya trận này, đánh Aya nắc Aya luôn. Tự tin nghe tao trận này đánh nắc Aya luôn. Vừa nói dứt mồm. Thằng nào cắt ác ấy. Thằng nào cắt ác của thầy Oppa quá vậy. Thầy Oppa vừa mới lên giáo án xong, thằng nào cắt ác của thầy Oppa quá vậy. Cho mày già đi. Thầy Oppa. Thằng nào cắt ác của thầy Oppa quá vậy. Thôi là đề bắn tao ra rồi. Dạ nha. Cảm ơn. Phải mãi tự tin nhá anh em ơi. Bỏ qua trận kia nhá. Hết AD để bắn Aya rồi anh em ạ. Hết AD để bắn Aya rồi. Thế biết được nhá. Bắn Tara cho nhầm, bắn Tara cho nhầm, bắn Tara cho nhầm. Ủa chủ chứ. Ác với thầy Oppa quá vậy. Ê, chó Quy nè, chó Quy nè. Quy yếu rồi, Quy yếu rồi. Quy một máu rồi. Em chạy, em luôn, em yếu. Ủa hay quá nhờ. Ủa quả này thằng bớt về được ạ, dã man tởm nhờ. Có Quy tóc biến đấm. Ê, chó Quy nè. Quy yếu rồi. Quy một máu rồi. Em chạy, em luôn, em yếu. À không, tôi xin lỗi các bạn nhá. Cái trận Tama gánh phải là trận Ibanez cơ, không phải trận này anh em ơi. Trận này trận Tama bị bắt thì đúng hơn, xin lỗi các bạn. Nhưng mà quả này bớt Abi sống rồi anh em. Quy một máu rồi. Em chạy, em luôn, em yếu. Không qua. Mẹ, chưa lụt được. Đây. Kìa. Hổ hết rồi. Đây. Giờ luôn á. Từ hết tóc rồi, hết thông tin rồi. Đi từ có cầu á. Giết. Hay này. Chưa có chung 2 luôn. Ủa. Đây có máu này. Còn hình như con Richter đứng bụi ở Richter lại. Trước là chim tim hết. Khoi đấm vào tim hết. Đó, stream mới tới. Chim qua đây. Đây anh em ơi. Thiếu em nha. Được rồi, stream hết tim rồi. Đây luôn. Ơi phải coi nhà nha. Coi nhà đi. Đẹp. Em ơi, cạc em ơi. Đây. Thằng này. Richter rồi. Mà tim chết luôn rồi. Chết tim rồi. Duke anh còn thiếu. Đấy, đúng là Annie không côn được nhỉ, chưa côn được. Annie vẫn chưa côn được. Nó chiếu rồi. Tắc. Dù kê nó còn không kèm. Ây, mày tắc. Tắc. Ui, má nó về mất một người chiếu rồi. Em xa lắm. Dù kê qua đây, cứ bọc qua đây. Dù kê chắc tường nào. Hết mana luôn rồi. Ơ kìa, không thằng nào chịu nghe lời thằng biển kìa. Thằng biển nó côn cho Zuka sát tường mà không thằng nào chịu nghe lời thằng biển kìa. Nó chiếu rồi. Em xa lắm. Các bạn thấy không, cái việc mà One Star côn rất là nhiều thông tin đó, đôi khi sẽ bị mít mất một số thông tin đấy. Không phải là nghe thông tin nào cũng nghe được hết đâu. Ví dụ như cái thông tin lần này là biển sẽ bị mít này. Và bên phía One Star bây giờ sẽ bị một cái vấn đề là họ sẽ phải tiếp tục nhồi thông tin vào. Ví dụ nha, biển mà muốn làm rõ thông tin này phải là Zuka sát tường, Zuka đang sát tường này. Đấy, kiểu như kiểu cũng phải nhồi 3-4 thông tin vào, lại càng nhiều thông tin nữa lên thì mới được cơ. Yuka qua đây, cứ bọc qua đây. Yuka chắc tường nào. Hết mana luôn rồi. Hả? Yuka tele về hay sao mà? Yuka trong lưu đó hay sao vậy? Quả đấy còn tưởng Yuka tele về. Quả đấy là Slim tele về, Yuka quả đấy hết tele rồi. Đánh trên, đánh dưới. Yuka nhá. Bên đây. Yuka trong lưu hay sao nè, đuổi ra phải biết này em ơi. Đây, có chừng. Dưới của One Star là trên của bản đồ này các bạn nhé. Dưới của One Star là cái đường kia kìa. Đất bụi dưới. Đấy, em vô luôn đi mày. Đây cái đường này này. Đuổi bảy dây cơ vậy. Em lộ xe đó. Đuổi bảy dây cơ vậy. Cái gì nói hành dứt trên ok không? Trên ok. Ok. Ấy. Ấy phải. Quả này bốc bị sai nhỉ. Quả này bốc bị sai về thế trận này. Quả này chắc chắn là bốc về là Oppa phải chỉnh đốn ngay quả này này các bạn này. Ngay lập tức là quả này bốc đánh quả này là Oppa phải về chỉnh đốn ngay. Quả này hai thằng mới đi lộ hai lên như thế này, xong rồi đống còn lại đứng ở giữa thế này thì đúng là thật sự luôn là cắt tiết là đúng rồi chứ còn gì nữa anh em. Quả này thì còn sai cái gì nữa anh em. Quả này bốc mẹ đứng hai thằng lộ ra hai sai như thế này mà ba ông này đứng ở đây thì chắc chắn là bị thắt cổ chứ gì nữa. Thòng lòng vào đầu rồi cái gì nữa.
Những quả như này là chắc là Oppa về phải 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 ấy ngay em ơi, phải chấn chỉnh ngay. Chứ thật sự là một quả đứng như thế này là đúng là coi như là tự sát rồi còn gì nữa các bạn. Đấy chắc chắn là tự sát rồi. Này thì không có lý do gì để bên phía của Quan Sa không ăn thịt cả. Hai ông cùng lộ sai ra như vậy các bạn. Chú cái nấp dưới này đi mày. Bãi từ. Dành yếu rồi, dành yếu rồi. Chứ tao trái nào, chứ tao trái nào. Cứ đứng yên để mít đi, Đập cho tao. Ca kẹp sao nè. Và tiếp theo nữa chúng ta đến với cái đoạn rất là quan trọng này. Đấy là đoạn này Adonis bị lộ. Đoạn này Adonis bị lộ vì sao? Lộ từ đây rồi các bạn này. Đây là lý do mà tại sao mà bên phía One Star có thể đọc được là Adonis đang ở đâu rồi. Chắc chắn rồi. Không thể khác được. Đoạn này chắc chắn là bên phía của Adonis là bị lộ sai từ đây rồi. Hướng di chuyển không, nhưng mà đến lúc là bây giờ khi mà chúng ta nghe biết chết và chúng ta nhìn lại từ đây thì mọi thứ rất dễ hiểu. Chúng ta mọi thứ rất là dễ hiểu là tại sao mà One Star lại biết là Adonis đang ở đâu. Quá dễ hiểu. Nhưng mà đúng là cái việc mà cả hai người chơi ở hai đường đều lộ sai ra dọn lính như thế này thực sự là một cái rất là sai đến từ bốc. Mà cái sai này thì tất nhiên là bốc phải sửa thôi, bởi vì cái này là cái non kinh nghiệm so với lại cả các đội tuyển khác thôi. Những cái đội tuyển lớn khác thì họ đánh quen rồi thì họ sẽ biết là cái việc giấu sai nó quan trọng đến như thế nào, nhưng mà các tuyển thủ thì bây giờ họ sẽ có những lúc họ quên thì cái này là cần phải cẩn thận hơn. Đúng là chúng ta gần như không được nghe Annie nói thật. Cái đấy tôi biết. Chứ còn đến đây thì chắc chắn là Adonis không bị lộ sai. Bị lộ là vì đối phương chắc chắn biết là Adonis đang ở đâu. Yuka núp dưới này đi mà. Đấy, chắc chắn là biết Yuka núp ở đâu đây, đâu đây, đâu đây. Một trong vài cái bụi này chấm hết, không ở đâu được nữa cả. Thế nên là họ sẽ không đi vào những cái bụi ở trên này. Chắc chắn là không bao giờ đi vào những cái bụi ở tầm đây. Cái đoạn này và ở cái trên này nữa. Đây, trên này nữa thì chắc chắn là họ bỏ. Chắc chắn là họ không đi. Dưới của One Star và dưới của chúng ta các bạn nhé. Mày. Bãi từ. Dành yếu rồi. Chứ tao trái nào. Cứ đứng yên đẩy mít đi. Cứ đứng im đẩy mít đi. Tao đập cho tao. Zuka kẹp sau này. Đập tích tờ trước. Zuka kẹp sau này. Má thằng Madrid nó cảnh báo liên tục. Madrid thì nó chỉ đợi Zuka lao vào thôi. Thế thì chính xác là quả này Zuka vào thì cũng chả làm được cái gì mấy đâu các bạn ơi. Zuka quả này vào với một sự tính toán trước hết như thế này rồi thì gần như Zuka không có được nhiều những sự bất ngờ. Nói chung là hay thì có thể là cả team cùng ộp vào, một phát bốn thằng cùng ộp vào thì may ra thì có thể kiểu làm được một điều gì đó. Chứ còn để cho Adonis vào một cách kiểu tự do thì cũng chả làm được gì đâu. Các bạn ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón Zuka rồi. Phải tập đi, có giải. Mẹ đồ thì phút thứ 18 bao nhiêu bảo vệ. Mẹ sao đâu. Đấy. Mẹ thằng Madrid đến lần thứ 3 thằng Madrid nó cảnh báo vị trí Onzuka rồi, không còn yếu tố bất ngờ cho Onzuka nữa rồi. Nó chết được ngon. Ôn mít quy luôn. Cái gì của đó rồi? Của đó mà đúng không? Bọn này nó cứ đọc liên tục. Đọc như kiểu đọc để cho tội nghiệp Adonis ấy. Chúng nó đọc cái 5-7 lần. Đọc đúng kiểu là đọc để nghe biết chết hay sao. Đọc liên tục. Nó cứ 3 giây. Cứ 2 giây nó lại đọc Zuka lần. Khổ thân đéo chịu được. Cứ tầm 2 giây nó lại đọc Zuka lần. Cay đéo chịu được. Bái từ. Dành yếu rồi. Chứ tao trái nào. Cứ đứng yên đẩy mít đi. Tao đập cho tao. Ca kẹp sao nè. Đập tích tờ trước. Đập đi. Cứ 2 giây nó lại đọc cái lần. Đi luôn. Mẹ nó cứ đọc liên tục. Sao nó còn hỏi nhau như chuyện cơm bữa này. Mọi một thằng thì đứng trong bụi. Mấy thằng kia thì nó đánh map sáng cái này. Mấy thằng kia thì nó đánh như map sáng cái này. Thì thật sự là cay. Không phải, bởi vì là các bạn biết tại sao. Bởi vì là thật ra bây giờ mấy cái thằng đánh ở trên top đầu ấy, chúng toàn chuyên núp rồi. Bây giờ để núp được chúng nó phải tiến hóa bao nhiêu lần để chúng nó tiến hóa rồi. Ví dụ các bạn thấy đơn cử nhất là cái tình huống ở đây là các bạn biết ngay.
ý tưởng để núp được ở đây của bên phía OneStar sẽ phải là đi thẳng ra đây xong mới quay lại núp, mà nó còn biết ngay bởi vì thằng Hoàng nó ở trong OneStar nó trả lại gì cả. Chúng nó đều là dân chuyên núp rồi. Bây giờ để núp được như thằng Bird LB, để núp được như thằng Be, đấy, để núp được như mấy cái thằng đấy thật sự luôn là tôi nghĩ là để núp được như mấy thằng Nai Lưu ấy, thật sự luôn, để núp mà chúng nó không đoán được là mình núp như thế nào ấy thì lối đi phải loằng ngoằng hơn nhiều. Lối đi phải loằng ngoằng hơn rất nhiều. Chứ còn bây giờ mà các bạn núp mà núp theo cái kiểu mà đơn giản là dọn lính xong ở đây, xong rồi núp ở đây hoặc đây hoặc đây thì thật sự luôn là đối với chúng nó thật sự luôn thành trò trẻ con rồi. Chứ còn thật sự là bây giờ mấy cái thằng đi top bây giờ chúng nó để núp được ấy là chúng nó phải kiểu nghĩ ra rất là nhiều những cái ý tưởng oái oăm, đi kiểu gì để giấu được sai của bản thân là nó cũng phải chuẩn bị rất là kỹ thì chúng nó mới núp được. Nhưng mà bây giờ núp khó rồi. Em về được em ơi. Không còn dễ dàng như ngày xưa nữa. Lên không? Kèn gió còn không? Đổi gì giáp, chim. Phun tên. Kèn gió. Có giải. Từ liêm đây rồi. Các bạn thấy là tại sao mà những cái thằng hàng đầu thỉnh thoảng nó vẫn núp được là bởi vì là chúng nó chọn góc rất là tốt. Nhưng mà nói thế rồi chứ Be núp gặp Sài Gòn Phantom, Be núp vẫn có mấy quả vẫn bị chết. Tức là tầm càng cao thì chúng nó càng phát hiện. Tầm càng cao thì khả năng phát hiện của chúng nó lại càng ghê. Một câu thôi, rê một câu đi. Đang còn lên rồi. Người trước, đã lắm. Và các bạn để ý nhá, những cái người hay bị mắc sai lầm bởi núp ấy đều hầu hết là những cái người mà kiểu nó sẽ là hơi non kinh nghiệm một chút. Ví dụ như hôm trước các bạn thấy là Sài Gòn Phantom ai là người bị bắt, nó sẽ phải là Phoenix chứ không phải là Bông. Nó sẽ dễ là Phoenix hơn rất là nhiều. Phoenix. Vì là những cái góc đấy thì có những người sẽ tỉnh táo hơn và có những người sẽ thiếu tỉnh táo hơn. Còn lớn này anh em ơi. Quên luôn. Ê, quên rồi. Thằng Bông thì không khéo nó còn đọc luôn là ở đấy. Đọc kèo này. Xem luôn nè. Phoenix. Quên, lạc kèo. Nhẹ thôi. Vô phong. Núp dễ mà anh, núp khó vãi đạn em ơi. Trong cái quá trình mà mọi người đi núp, mọi người cần phải tính toán khá nhiều yếu tố. Điều đầu tiên đấy là mọi người phải đẩy được lính, bởi vì mọi người không thể được bị quá thọt. Thứ hai nữa đấy là mọi người phải đảm bảo yếu tố về việc đấy là đối phương không biết là mình đang núp. Chứ mà để đối phương biết là mình đang núp là hỏng rồi. Thế nên là bây giờ thực sự núp đó là một cái sự rất là tư duy. Và nó vừa là tư duy và vừa là sự sáng tạo. Chứ bây giờ nó không giống như chúng ta núp ở trong rank đâu. Đơn giản là đứng được ở trong bụi xong rồi thằng nào đánh vào trong bụi là bảo là hack map ấy. Thì không phải là như thế. Núp bây giờ là nó phải tính toán xem là mình lộ sai bao lâu rồi. Mình lộ sai ở dưới chưa. Xong mình lại núp ngược lại ở trên chẳng hạn. Nó tính nhiều thứ lắm. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần là đứng núp bụi. Bởi vì là thực sự thì núp bụi nó là con dao hai lưỡi, ai cũng biết điều đấy. Nếu như bị phát hiện là một. Và nếu như bị một là bị phát hiện này. Và thứ hai nữa là nếu như mà núp mà để cho đối phương kiểu như kiểu là đề phòng được, hoặc là nếu như mà núp mà đối phương biết được để đề phòng sau đó thì lại farm được, thì thật ra là tất cả những cái đấy đều hỏng.